Chào tất cả mọi người nhá. Khi nhắc tới trí thông minh thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đấy là người Do Thái, đúng không ạ? Vậy thì trong công cuộc làm ăn buôn bán thì ngoài người Do Thái ra còn một quốc gia rất giỏi trong việc kinh doanh làm ăn ở thị trường nước ngoài, chắc các bạn cũng đã đoán được ra ngay rồi đúng không ạ? Đó chính là người Trung Quốc đấy. Hiện tại mình đang ở bên nước Lào và có thể cảm nhận được là người Trung Quốc thực sự rất giỏi mọi người nhá. Những khu chợ lớn cũng như là những nơi sầm uất nhất thì các cái quán xá cũng như là nơi buôn bán thì thường của người Trung Quốc người ta nắm giữ là phần lớn. Vậy thì người Trung Quốc thường buôn bán những mặt hàng gì và trông người Trung Quốc như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Người Trung Quốc đã sang kinh doanh buôn bán ở nước ngoài thì thường người ta mở những cửa hàng rất là lớn. Đấy, người ta mở rất là lớn mọi người nhé. Đây, các bạn có thể thấy đúng không ạ? Ngoài cửa hàng Trung Quốc thì cũng có cửa hàng Việt Nam, nhưng mà cửa hàng của người Việt Nam thì không có lớn bằng của người Trung Quốc được. Đây, đây là bà chủ người Trung Quốc mọi người này. Mỗi người thì có một cách buôn bán khác nhau đúng không ạ? Người thì buôn bán dụng cụ lao động, rồi người là buôn bán là về xe cộ, còn phần lớn nhiều hơn là người ta bán về những cái vật dụng thường ngày của người dân mọi người này. Khách hàng thì ra vào nườm nượp. Hey, mi lết lết nuột bò. Mi. Lết nuột nè. Mi. Mi bò. Bắt. Ao sầu lô. Hôm nay mình mua 2 cân sắt. Sắt buộc. Đây. Đây. Hà chi phan ạ. Hả? Hà chi. Hà chi phan mà. Ừ. Cặp sai cốt đây. Sẽ có đam à? Ừ, mi đi. Ở phía trong này thì có một kho vì phụ tùng xe máy này. Đây. Ví dụ như xăm lốp này cũng có đúng không ạ? Đây. Xăm lốp rồi ắc quy. Ngoài xăm lốp ra thì trên này có cả những cái cốc lọc nhớt này. Đấy, rất là nhiều đúng không ạ? Phía bên này có két nước này. Két nước Cobeta. Cobeta là nhái của Kobuta mọi người nhá. Người Trung Quốc vẫn nhái theo hàng Nhật mà người ta đưa sang Lào bán. Chắc chắn là với giá rẻ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Bình thường thì ở đây sẽ là Kobuta làng thật, nhưng mà người là Trung Quốc người ta nhái lại thành Rakuta này. Đấy. Đúng không ạ? Bỏ anh đi nha. Ờ không mang mày. Ở chế xe hát hay mà mày anh đi đi. เออโอเคครับอ่าฮะสิมาดูนะยามมาเหมือนฮะโอเคเนาะนี่ซื้อได้บ่เนาะอันนี้ซะได้โอ้คุ้ม70หรือไม่เก้าข้อเจ็ดสิบข้อครับบ่บ่ใครจะไปสู้ความโง่ล่ะแม่ๆเดี๋ยวนี่บ่เออเดี๋ยวนี่ไปใต้แม่งบ่เออเสียบๆนี่ลองมึงก่อนแม่ chiệp hung hung mà. Ừ, mơ thì chờ hung. Ủa cứ vào mắn cả hung vô mắn quật vô bộ sắt đó nó. Ừ, mắn hung đó.
Ừ. Sắp tài đấy. Ừ. Khách Lào đến mua hàng và người Trung Quốc người ta thử, xem có sáng không. Ừ. Hôm nào gà mua. Hôm nay phải là bảo ăn được ăn được. Này kia khó nè, hấp chay hấp chay. Xong xét mà xét nướng mà là. Ủa, bữa nay có lại là khí. Ăn đi mà. Ừ. Kín này bò. Kín này. Ừ. Mời mình ăn bánh bao. Ừ. Ăn đi kín cái rồi đây. Kín tuần này mày, kín mày. Kín mô vậy, kín mô vậy, kín mô. À, vứt lên mà. Ừ. Ừ. Họ cho mình nguyên cả cái bánh bao này luôn mọi người này. Thôi chay đâu. Ừ. Sơn cả. Bố xe bò. Nó mà mô mình nợ. Xì mù mô mình nó mà. Ngay ngay này kín mà. Phú bố bà xe nó mà nhau xe. Thế mà ăn đi sử dụng say. Khỏe heo. Hết đen lên bà. Ừ. Khập chay khập chay. Bà sư. Ừ. Bà chủ người Trung Quốc này mời mình ăn bánh bao. Và mình hỏi là bánh bao này mua ở đâu để mình mua. Thì chị nói là chị tự làm lấy. Đây. Mời mọi người nhá. Đây là bánh bao do chính tay người Trung Quốc làm mọi người này. Rất là ngon mọi người ạ. Bên trong này hình như là người ta làm từ như là nhân nấm gì vậy. Bánh bao người Trung Quốc làm thực sự rất là ngon mọi người nhá. Đây, gian hàng của bà chủ người Trung Quốc. Và các bạn cũng có thể sang mở cửa hàng như thế này rất là dễ dàng. Đúng không ạ? Chỉ cần là các bạn biết tiếng, cũng không cần phải biết quá nhiều. Biết chút ít. Sau đấy là các bạn sang học thêm. Học từ chính người dân nước bạn Lào. Người ta sẽ chỉ cho. Thì dân các bạn sẽ biết. Chắc chắn sẽ không thể nào biết hết được đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết những cái câu cơ bản. Ví dụ như là ốc, đúng không ạ? Người ta bán ốc thì người ta biết ắc quy về máy móc. Đấy. Nhìn cửa hàng rất là to. Xem bên đây, các bạn thấy hay thì đừng quên là nhớ nhấn like cũng như là đăng ký kênh nhá. Để mình có thể truyền tải những video hay nhất, chính xác nhất, chân thực về cuộc sống cũng như là những người dân nước bạn Lào nhá. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người. Rất là ngon nhá.